Chào mừng quý vị đã đến với Rú Lưu Viên Cuộc Sống Điền Viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin gửi đến quý vị một cuộc sống đời thường của Thủy ở nơi thôn quê. Xin mời quý vị theo dõi, và nếu quý vị thích những cái video của Thủy, xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị.